Xin chào cô chú anh chị nha. Nè. Chào cả nhà. Quá trời không có tay luôn hả? Tôi gì đây? Con mì đem xuống cho chị Hai mà nó xa nhà quá, nó nở quá trời rồi cả nhà. Sáng giờ thì gia đình mình đi thu hoạch ổi của chú anh chị. Sáng thì mẹ hái trên vườn trên nhà, Thành với chú Hai thì hái ở dưới này, xong rồi mới chạy về rước mẹ nè. Xuống thì sáng tay chị em cũng chưa ăn, rồi mẹ nấu tô mì cho chú Hai. Ở dưới này hái chiếc này có cả trăm á nè. Hái đống đó chắc có cả trăm á. Chú Hai Thành về rước mẹ thì chú Hai trong này đi móc nhãn để gửi. Xả mẹ, con nói xả mà lại quay con quên tiêu. Nhãn mình đợt sau này nè cô chú anh chị, không biết kịp chị Kim Loan về không nữa. Sợ nó chín trước quá. Dạ. Này. Chín hết rồi. Giấy cho chậm chậm đợi chị. Chị gửi thiệp mình rồi đó nè. Thiệp đám cưới. Ủa, chế đâu vậy? Gần chín. Cái này chắc tầm cỡ 20 ngày, 1 tháng, tới 1 tháng rồi cô chú anh chị. Nè, lắm là 1 tháng rồi. Dạ. Ăn miếng đi. Nấu rồi, thấy Út Thành phải chạy đi bẻ ăn cái ổi nữa hoàng. Ủa, chế đi mót thanh nhãn được nhiêu đó hả? Không có ai lấy được, con máng nó bọc bên cây á. Cái này trái bự bự luôn nè. Mấy đình nhãn cuồng ngon quá trời. Như dân chơi vậy ha. Đi, đi về ra ngoài đóng ổi lựa rồi ăn luôn. Ờ, tô mì. Em lấy mì à. Nở hết nước luôn rồi. Hết nước luôn rồi. Mì chai. Đây. Bả lấy cái cột điện này có cây chín bả nè. Được không? Mẹ qua đó mẹ mất thôi. Thôi vậy vô ổi trước đi, hồi quay lại mấy súm mót mẹ. Đợt này mà chín là gộ của cô chú anh chị, đợt đầu thì nó không có được gộ không. Rồi ra đợt sau này là nếu mà có chín là gộ rồi. Đây. Cô chú anh chị. Còn nhỏ lắm. Tầm cả 20 ngày nữa. 20 ngày tới 3 tuần nữa. Đợt này trái sai cũng đỡ của chú anh chị, được có khúc này à. Bây giờ như là sấm à. Rồi mấy cái ổi bọc đó ổi hư cái gì chứ? Lựa ra gọi đó hả? Dạ, ngâm rượu. Vậy hả? À. 28 nãy chị Linh gỡ xuống đây lựa đó. Thì cho mình luôn. Người cháy nói ông Thạnh đang lựa cho ngâm rượu cái. Chị nói thôi để đây cho nó ngâm rượu đi. Đợt này bé bụng nha. Hôm gài là mình có khách nên là mình không có bẻ cô chú chị. Mình chừa để dành khách tới mình đẩy. Này. Sao con? Bây giờ dán thùng rồi dạ, nha. Giờ dán ra bắt đầu dán thùng rồi vô. Nữ hoàng chứ. Nữ hoàng mình cũng tới lứa quá trời luôn rồi. Nữ hoàng SUV. Ủi nhà mình thì đủ loại, hết loại nào có. Cô chú anh chị mà có nhu cầu cần ỏi Đài Loan, nữ hoàng, ruby gì loại nào cũng có hết. Mình lựa làm con 7 kg ruby nè. Ủi đợt này đẹp lắm cô chú anh chị. Nhưng mà lúc này nó chưa có gọn nhiều. Hồi nãy bà lái lại sen quá trời luôn. Hồi nãy chị Linh ghé. Sáng này là bẻ nó ra màu trắng nó mới màu trắng. Vậy chủ vườn như vậy chứ cũng bẻ làm hoài. Nhiều khi nó chói nắng. Một loại ổi mà nó ba thứ. Trái tròn rồi trái vuông rồi trái như bánh xe vậy. Lừa 7 kg mà để lên được 6 kg 8. Út Thành hồi nữa nhớ nhắc đi gom ăn nhãn nha cưng. Dạ. Mình còn hồi nãy chế đi vô chứ quên thiệt luôn. Con đi vô thôi một mẹ. Còn bỏ cái vỏ nhãn ở ngoài á. Mẹ làm mẹ bọc một bao hết rồi mẹ quay lại mẹ. Mẹ mấy cắt ổi. Cắt ổi rồi tới chừng rồi cái đẩy vô đẩy mẹ. Mẹ gom đóng lên cái nó lật. Lại chiếc xe rồi nó rớt xuống mương trời ơi bò đi lụm
Nhất là cái khúc mà nó mệt á ha. Mẹ ơi mẹ ồ mừng. Còn hơn là có quý nhân ủng hộ nữa. Mình con với Thành xuống đây thì cũng kẹt cứng xuống đây luôn. Mẹ lên tiếng mẹ kêu mẹ đây nè mà nó không nghe nó chạy hoài. Mẹ ơi mẹ ồ mẹ. Rồi mẹ biết sao không? Chị lên chạy xuống đây nè. Cái ông Thành hỏi gì với chị ơi, chị thấy mẹ yêu của em ở đâu không? Nói hai ba mẹ con mà chia hai hướng. Chia hai hướng không biết không ai tìm được ai chứ. Bó tay. Nói thì mình dồn lại thành hai cái thành đồng bự. Mình làm như vậy để tiết kiệm chi phí. Sợ tốn phí cô chú chị. Giờ này là bắt đầu nắng rồi đó. Giờ mình có cái bóng cây cũng đã. Nói chung là bây giờ nhà mình mần không có thời gian luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời. Cái ổi này cái ổi vuông. Cái ổi vuông, cái ổi su. Hai ba lỗi. Quá cái thùng này tới luôn. Mai túi ra gan mà đừng nghe. Anh nảy mai túi bảy gan. Nhà mình đi làm là sáng nào cũng làm một phút mà lớn đó. Phút mà cái muỗng là quậy không thấm luôn đó. Người làm giá là thấy no. Giá cái ca rớt đúng tiêu rồi. Cái ca nhìn lắm chán rồi nè. Mần mà tới khát nước mà không uống nước được nữa. Nhổ này. Cái bình nước này là hồi trước là đồ nghề của mấy chị em sắp đi đồng nè. Nhưng mà lúc này thì do thời gian của mình không có cho nên là mình không có đi đồng được nữa. Mùa lúa này làm gì làm chắc cũng phải sắp xếp đi đồng á. Nhớ bên đồng bên ruộng quá trời cô chú chị. Đi chạy đi bắt chuột mà đặt ha. Bây giờ qua đồng không biết chạy nổi nữa không nữa. Nhớ hồi đó chạy quá chừng luôn. Nhưng mà nhiều khi cô chú dặn mà không có nghe đợt. Kiểu như là nó đang hết lứa cô chú anh chị. Rồi mình không có mình hẹn với cô chú anh chị một vài tuần nhưng mà nhiều khi Thành cũng quên cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị cũng thông cảm. Thì cô chú anh chị xem thấy clip này thì nhớ liên hệ lại giùm Thành. Thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Quên. Nhiều khi quên thiệt. Bởi vậy nếu mà cô chú nào mà có đặt mà Úc Thành quên đó thì cô chú cũng thông cảm, đừng có buồn. Rồi có số điện thoại đó cô chú điện gọi ngay Úc Thành lần nữa. Nhiều khi quên, thấy vậy chứ Úc Thành nó hay quên lắm luôn. Quên. Dạ, Úc Thành nó rất là dễ quên. Điện về là nó hỏi cô ơi, cô tên gì, thứ mấy gì đó, đặng lưu lại cho mấy là nó không nhớ. Dạ. Không có nhớ. Nhiều khi hả, con thấy điện thoại Úc Thành ha, cô chú gọi dễ hả. À, Úc Thành nó lưu cái tên ha, thấy dài sọc luôn vậy đó mẹ. Ví dụ như cô ở quận 7 đặt 10 cái ổi, cái em ghi là cô cũng như là cô Mai ở Hóc Môn đặt 10 ký ổi, ngày con lưu tên một dọc vậy đó. Mới nhớ. Úc Thành nó lưu vô danh bạ điện thoại vậy đó cô chú anh chị. Lưu là một dọc không hả, là chú đặt mà công ở Châu Thành, Tiền Giang vậy đó, ví dụ vậy đó. 10 ký này quắc rồi nè. Mẹ thấy mình lưng có anh lưng chưa mẹ? Có anh lưng chưa, mình lưng hả? Anh lưng trở lại rồi. Anh lưng hả? Bình lưng có mang vốn không vậy? Không có mắng vốn. Mà anh Lưng nói mấy nay anh Lưng đi thăm quê nội ở Cà Mau gì đó mẹ, xong rồi không có ví dụ nha, không có coi clip được. Này sợ ảnh giận. Sợ anh Lưng. Rồi bữa nay ảnh bình luận lại là nghe muốn mẹ hiểu. Mẹ Úc Thành cũng ít lắm. Nói trời do tại anh dặn vậy mà cũng không nhớ nữa mà nhằn Úc Thành. À không ngại nói lén anh quá chừng luôn anh ơi. Nói rồi anh Lưng giận nghỉ chơi chung hay gì rồi. Gia tài anh dặn đám mà cũng đưa không nhớ mà đi gửi qua nó kỳ cũng chết luôn. Nãy giờ thì thành quả của mình cũng cuối cùng cũng xong. Giờ này là nó cao điểm luôn rồi đó. Quá trời nắng à. 1, 2, 3, 4, 5. Chứ ở ngoài kia mình còn thùng nữa. Rồi thành quả sáng giờ có 2 kim với mẹ.
xỉu luôn à. Quá mệt rồi, xỉu luôn à. Bữa nay thì mình nhờ chờ sự trợ giúp của chú Năm chở đi gãi chứ. Xỉu ở đây luôn á chú Năm ơi. Quá trời mệt chứ Nam ơi. Rồi, có sự trợ giúp à. Thôi qua tới luôn hả? Con chủ giờ này còn con sao con mới? Dạ còn ở chợ cô Trang bán tới chiều à, để cho bán cho trong công an. Đúng rồi. Rồi à. Uống là nó uống xỉu luôn. Ở chợ giờ nó ổng xì luôn. Giờ tử luôn. Giờ tiếp chúng anh lên gặp gặp mới được. Gặp được con mới khó tâm lên nè. Nào thôi con cầm máy đi chứ em tiếp cho thôi. Nào. Tỏ mới khó tâm lên nè. Ủa, cầm gió nhỏ vậy chứ nè. Bỏ này à. Có cầm này con cọc kia nhỏ nữa. Dạ. Cái vỏ thì máng đây hả? Ừ, hai vỏ để coi vô thùng nào nó bự. Vô cái thùng bự này. Cái thùng bự này hồi đó mình để đây đi, còn hai thùng này mình bỏ vỏ được nè. Được không? Dạ được. Coi tiếp anh Hành cái cái này để chắc không vô nổi quá chú Năm ơi. Không vô hả? Cái vỏ bự này, cái này chắc không vô nổi chú Năm, cái thùng nó bự quá. Tại vỏ chú Năm nhỏ nữa kìa. Nếu mà vỏ bự con đụng đất, có bánh vỏ đựng cái trăm ký này nó đụng đất chạy không được. Vậy hả? Ừ, cái vỏ bự quá thì nó đụng đất. Ở đây hai thùng. Vậy nãy con kêu chú Năm lấy cặp vỏ con. Ê, mình lấy cái lá ra đi cưng, mình bỏ hai thùng đó rơi rơi kìa. Rồi còn cái bự đó mình để làm sao được không? Dạ, lấy không kịp chú Năm. Dạ, con sợ chỉ xe. Chỉ xe hả? Dạ. Mình là từ hồi 7, 6 giờ mấy, 7 giờ sáng tới giờ mà. Mà bây giờ là 2 giờ trưa rồi đó. Quá trời. Rồi, hết là hết là giờ chú Nam nói chú Nam mất công chuyện đi là con xỉu luôn á. Xỉu luôn. Lấy xuống đi chú Nam. Cái vỏ này thì nó lọt tóc rồi nè, chú Nam. Đâu không ăn. Cố gắng hết sức bình sinh nè. Ui. Từ từ nha, có chừng trúng cái tay. Hay quá. Rồi bên chú Năm được luôn. Rồi. Không okay. Bên nặng bên nhẹ đó nó mày. Không sao chị. Không sao, mình để mấy này lên để cân nha. Rồi, để cái thùng bự đó lên trước cái đi anh nha. Mình để này chú Năm ơi. Hai chú cháu ví dụ cái này để mấy bản cho nó đọc đấy. Ừ. Tháo dây ra mới được. Rồi tháo dây ra giùm hết móc. Rồi con chữa hôm nay cho. Cái đường đi thì nó không có xa rồi chú vậy mà tại qua cái phà rồi. Hay quá. Mà tại qua cái phà. Dạ, cái nào Bình Dương là gửi lên xe lại giùm con nha. Cái phần Bình Dương hả? Còn hai thùng nữa hả? Dạ. Còn mấy cái kia là bánh xe miền Tây. Thì nó gà gót cái... Phải đi ra ngoài ra đẩy cái gió luôn. Cái điện thoại lụm điện thoại lên giùm nó Lâm ơi. Để cấn nha. Dạ. Nam, đẩy lên cái gió luôn anh Nam. Lót cái đó. Nha, bữa nay cái bàn mổ nha. Để cái đó đang để cơn đỡ. Còn có gì bằng đói bụng mà có cơn. Sẵn. Mà giờ này không biết ăn nổi không nên. Giờ này ăn không nổi luôn. Nói sự thật là không có điện kêu ông Thư mua mà ông Thư nó biết đói gì vậy. Cái tính đầu giờ chạy về nhà cũng làm cơm ăn. Tính mà giờ này mà về nhà là mẹ làm cũng hết nổi luôn. Dạ. Tính chừng nào có quay clip rồi mới kêu Thư. Thư ngồi kêu mát ở đây nè. Dạ được ạ. Cái vườn mát. Giống đó. Wow. Được rồi, ở đây mát à. Cơm sườn. Cái quán cơm dạ. Cũng ngon lắm nè. Quán cơm này hình như là nổi tiếng ở bên bạn. Quán cơm này dạ. Ông cậu rất là thích luôn. À, em biết là Chế với cô không thích ba gọi. Còn cái này là của anh Thành. Còn cái cốc lết là của Chế với cô. Của vô tay nha. Dạ, của vô tay riêng. Ăn luôn thôi ơi. Có sếp à, dạ, nè. Cô với anh ăn đem ăn gọi. Thường nó biết ý ta. Con với mẹ ăn hộp thôi. Đây, con nè. Con bởi vì hôm nay cô chú anh chị khen quá trời. mẹ ăn hết hộp không mẹ? Hả? Có hết chơi đói mà. Ăn đại đi chứ, ăn đi cho có sức. Ăn cái hộp đó của anh đó. Cơm chuyển chén cơm mà con. Cũng mời thần đất thần đai ở đây phước mặt phước mày cũng ăn chung hộp cơm với mình luôn. Phù hộ do gia đình cùi lo nhãn được mạnh tay mạnh chân mạnh giò mạnh cẳng. Làm gì được đó, năm nay trúng mùa được giá. Ý mà năm nay thất là giá. Cho năm sau trúng thiệt là nhiều lắm. Năm tới dạ. Giá năm nay, năm tới dạ. Ông phù hộ cho trúng mùa. Thôi mà giá cho có sức khỏe là được rồi mấy ông ơi. Có sức khỏe dạ. Sức khỏe là đẻ ra tiền đó.
mời cả nhà ăn cơm. Bữa nay là bữa cơm bất ngờ. Sự thật mà mình đang đấu gì có ai đem cơm lại cho mình ăn là ngon lắm luôn á. Mời cả nhà nha. Cơm này có dư rau muống nè. Dạ. Mời cô chú anh chị dùng cơm nè. Cái quán cơm này là mình ở đây mà mình được ăn quán cơm tới với Cù Lao Dung á. Quán cơm này nghe nói nổi tiếng. Dạ. Nhóc thịt cho người gái ăn đi. Thôi thôi mở nè. Cái này thương thành lắm, cái này cho ăn mở. Cơm ngon lắm. Nói chung cái chỗ này ở Bến Bạ thì mình cũng hay ăn hồi trước á, ăn cũng ngon lắm. Mà cậu hai thích lắm á, em thấy cậu hai hay nhắc quán cơm đó. Mà đây lúc này ông cậu mổ rồi, cái ông cậu ăn cơm kiểu như khô khô cũng được. Dạ. Rồi ông cậu không có ăn nữa. Kiểu như ông cậu nói là ăn sao mà cũng thấy sống á nha. Dạ đúng rồi. Ê, Thành kể cho coi cho anh chị nghe. Hôm qua ông cậu đi tái khám. Đi Cần Thơ. Dạ. Là dám chạy xe con coi chú anh chị. Là từ ở dưới nhà chạy lên tới Cần Thơ luôn. Cậu đi xe mình lên đó hả? Trời. Chạy xe con á, chạy xe Honda mình á. Dám chạy xe Honda lên tới Cần Thơ luôn. Dạ. Quá trời luôn. Út Thành nói mẹ mới hay chứ mẹ cũng không hay. Nó tưởng đâu cậu đi xe đò. Lúc đầu á, con điện hỏi thăm, nói hỏi ông cậu đi khám về sao rồi. Cái người ông cậu mới kể anh Tân tính đưa về mà cuối cùng ông cậu chạy xe anh chảnh rồi sao đưa về được. Dạ. Rồi xe bỏ đâu. Ông cậu nói chạy tới chỗ chở hết á, là lúc đầu tính chạy tới chở hết gửi xe đó rồi đón xe khách đi Cần Thơ. Mà cuối cùng chạy tới đó thấy dòng con người sao thấy nó khỏe quá, thấy nó hứng quá. Trời ơi. Ông cậu nói tới vậy đó. Cái ông cậu nói để ông cậu chạy đi Cần Thơ luôn. Rồi chạy lên này chạy về, hồi tối về đâu cũng trễ. Cái con điện họ con nghe con giật mình. Nói về làm như hơi mệt rồi phải nên ngủ sớm. Tính ra mình khỏe mà mình ngồi xe từ đây tới Cần Thơ là ê ghê đứt luôn á. Hình như trước cái bữa đó là cậu có nói là phải khỏe khỏe đi xe con, rồi con với chế mới nói là thôi cậu ơi đường nó dằn lắm không chế. Đúng rồi. Nói là đường từ đang chởn có cái khúc kiểu như khúc chạy đường khúc thì nó dằn lắm, chạy không có được. Mình nói có cản. Dạ. Rồi mình nghĩ là cậu nói vậy thôi chứ là cậu không có đi đâu. Rồi hôm cuối cùng là tới Thành kể thì cậu đi rồi về rồi luôn. Nghe rồi. Là ông cậu cũng có ý rồi. Dạ bữa đó đi. Bữa đó là con với chế hai cản rồi. Nghe là con kêu trời không. Mẹ thật sự á. Cậu kiểu cậu chủ quan quá à. Dạ. Cậu giống như ở một mình rồi cứ quen rồi. Kiểu quen rồi không có hấp lệ thuộc cho người khác. Đâu mai chiều xuống nổi. Dạ. Cậu ơi cậu còn tiền đi taxi không? Không còn tiền đi xe. Ăn cơm này mà trời này ăn có bịch nước súp đâu mà sao chứ không có nước súp cắt nước cũng nổi luôn. Dạ. Mệt quá thế vậy chứ dưới hút giờ ăn ăn uống không nổi luôn. Sợ là sợ chế xe thôi. Mà có nước vô dễ ăn coi. Chuyện thôi chứ làm hai ba chuyện nữa. Nhãn đi bật shop. Dạ. Mà năm nay nó chín không đều quá thôi chứ không vậy. Nó chín cây nào mình cũng chẹo bẻ cho nó. Mà một cây lây gai có mấy chùm, nhùm cây mấy trái rồi mấy chùm mấy ký đủ thứ. Dạ. Bởi vậy chẹo hồi muốn xỉu à. Ba mẹ con. Mà nay nó chẹo. Chẹo. Rồi người này hú người kia hú người nọ chạy đi lấy. Đây ngày hôm qua mẹ chẹo thấy mẹ Út Thành có thấy mẹ làm test cho nhãn chưa? Ở trên nhà trái cành cành xong mà mẹ phải mà nó rớt nó tét đi một nhánh nữa là mẹ tét xuống đất với bịch luôn. Dạ, cô chú dặn mẹ nhà. Rồi đó là kêu mẹ rồi đừng có chèo nữa. Đúng rồi. Mẹ lớn tuổi đi. Dạ đúng rồi. Nhã này nó giòn chèo dễ dãy quá. Dạ. Mình ơi mình dính ghế mình cũng nổi. Hôm bữa kể chuyện giờ nhã lên kể mẹ anh Tâm bị dính dạ lây. Thôi nhã cái bên nè. Chứ chèo lên rồi, nó chứ bẻ sao mở lạnh đó rồi. Em nghe à, em kiếm. Mạnh kiếm quảng ra. Dạ. Xong rồi cái tới chứ xuống rồi cái anh Tăng lại thành. Anh Tăng lại. Giọng là anh Tăng không có coi clip này. Clip nào cũng coi. Clip nào anh Tăng cũng coi. Dạ. Cái con chuột xuống rồi cái anh Tăng thấy hình như còn mấy trái hay mấy chùm rồi đó. Anh Tăng lại, anh Tăng nóng vậy xuống làm cái gắt. Nó ngã xuống một cái gọng. Anh Lưng Lê bữa làm gãy nhánh phải không? Bữa nay tới anh làm gãy nhánh nè. Anh Lưng Lê làm gãy nhánh còn nhỏ hơn anh Tân gãy nửa cây. Anh đang làm gãy rồi tới khúc sâu luôn. Này gấp bữa nào gấp chép lên Vĩnh Long thường bữa. Nó chóc nguyên cái bò ra luôn. Gãy nhánh nó
bỏ luôn, nó nguyên một bơ luôn à. Đem về cho mấy anh kia của mình. Còn chị không tan hủ ủng hộp cơm. Để vô luôn nè. Mấy đó mình cầm gì? Để bên đi nhé con. Ừ. Để đại lên mấy gì đó. Nãy giờ gia đình mình cũng ăn xong mà. Giờ thu dọn là đi về. Quá mệt. Trời em thấy muốn chuyển mưa rồi cả. Trời chắc mưa rồi, giấy mưa đi. Dạ. Mưa mình đỡ mấy cái ổi của mình trồng hổm gà nó cũng trong mưa quá trời luôn. Dạ. Này, trời nha. Nãy giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương cũng như là xem theo dõi hết video clip để ủng hộ cho gia đình của Lao Nhãn luôn. Tôi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Cũng gửi lời chúc sức khỏe cũng như là những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa luôn nha. Giờ thì cũng xin chào em lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo luôn nha. Dạ, bye bye cả nhà. Bye bye. Dạ, bye bye cả nhà.